Hello cô bác chị em. Hôm nay cửa hàng máy em về mấy con máy dầu nhỏ quá chị em. Được 9 con máy dầu nhỏ. Nó về tới cái đạp mới bỏ xuống. Này là NS70 có đề. Sắt nha. Cái này là SSA 50. Con này SSA 50 luôn. Con này thiếu thùng dầu. Bình nước trắng tươi. Hai con này NS70. Con này F4 đẹp. Con này NFAD6. Con này HA4. Con này SS70. Mấy con máy dầu này mới tinh luôn đó chị em. À, mới nha. Đó. Rồi, cô bác chị em có nhu cầu sử dụng thì gọi điện cho em, ủng hộ cho em nha. Con máy dầu. Thì ngoài mấy con máy dầu này ra thì bên em cũng còn một số máy ở trong cửa hàng. Máy 2 máy, 3 máy, 4 máy nha. 6 máy nha, máy phát điện. Em có mấy cái thùng phát điện. Cô bác chị em nào có nhu cầu mua động cơ gì đó ủng hộ giùm em ha. Đây, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo nha.